Thì em đi làm việc bên đó khoảng 3 năm thì cũng có tích góp được một chút ít. Thì do thì em cũng tính là lập nghiệp tăng Bình Dương. Hiện giờ là đang sống Bình Dương? Dạ vâng. Để dành vốn được nhiều chưa? Dạ cũng nhỏ nhỏ thôi, khoảng cỡ 700. Trời ơi nhiều quá, quá dữ. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ. Nào, giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh. Chào, chào chị Cất Tường. Chào bạn nữ bên kia bức tường. Ôi, chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Tư, năm nay 28 tuổi. Em hiện tại là nhân viên KCS. Em quê ở Quảng Ngãi, nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Ok, mời bạn gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào bạn em. Nam và quý vị khán giả. Dạ, em tên là Linh Huệ. Huệ, là Hoa Huệ chứ gì? Dạ, tên Phạm Nữ Linh Huệ ạ. Huệ hay Huệ? Dạ, Huệ. Chữ Quờ? Quy á chị. Quy thì Quy, dạ. Huệ. Rồi, Linh Huệ. Dạ. Huệ là quê có dấu nặng á hả? Dạ, đúng rồi. À, lạ nha, tên cũng lạ nha. Bao nhiêu tuổi Huệ? Dạ, năm nay 28 chị. 28 tuổi. Dạ, em quê ở Phú Yên. Dạ, hiện nay là nhân viên hành chính văn phòng, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh chị. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Huệ ha? Dạ, điểm mạnh thì em là người vui vẻ, sống lạc quan, tích cực. Chuyện tình cảm thì em bao dung và thích quan tâm vun vén cho gia đình. Nhược điểm của mình thì hình như là em hơi bị mạnh mẽ và hơi độc lập xíu. Em không cần phải có một bạn nam nào tới để làm em hạnh phúc, mà em có bản thân mình, có người thân, gia đình, công việc là em thấy mình sống hạnh phúc rồi á. Nên là không cần đàn ông. Không, hồi trước thôi, giờ khác rồi chứ. Bây giờ cần rồi. Rồi, dễ thương quá. Mời mời bạn trai bên kia giới thiệu đi. Cái điểm mạnh điểm yếu của mình là gì cơ? Dạ, em ấy thì chân thật, tự lập, biết nấu ăn, không hút thuốc. Điểm yếu của em ấy thì rất là nhiều ạ, bao la, tốn khá nhiều thời gian trong việc tắm rửa. Thời gian tắm rửa là em dành khoảng thời gian là 45 phút ạ. Nhưng hồi bên Nhật á, thì em tắm trong phòng tắm ngâm hơi khá là lâu. Người Nhật nói thì khoảng 30 phút là vừa rồi, cũng tốt. Nhưng mà ngâm quá thì cũng hơi có hại cho sức khỏe. Về nước thì người nhà có hay la, nhưng mà em cũng cố gắng cải thiện. Chứ còn tắm nhanh quá thì em cũng không thích cho lắm. Vì em ngâm, khi mà ngâm mình trong bồn tắm thì em cảm thấy nó sảng khoái, thư giãn được cơ thể. Ủa, em có sống ở Nhật hả? Được bao lâu? Dạ, làm việc tại Nhật được 3 năm ạ. Vậy bữa anh với em ra Hà Nội mùa đông nè, tắm hay lắm á, ngâm đi. Dạ, dạ bên Nhật cũng lạnh lắm, nhưng mà mình tắm nước nóng thì có sao đâu, trong phòng kính mà. Nhiều khi đi công tác không có nước nóng đó. Dạ, công tác mà chỗ nào mà chắc là trên rừng rú của anh ha. Anh rồi. Đi rừng rú không có nước nóng đâu mà ngâm, lúc đó riết nó quen. Thử đi danh tháng đi, đi các trình xã hội tháng rồi em biết em ngâm cỡ nào. Rồi cái tinh thần mà tắm 3-40 phút không còn nữa đâu. Nó quéo hết, không còn gì. Anh tắm có 2 phút mà còn không kịp nữa đó em. Rồi mình đi Nhật là mấy năm thì bây giờ về hát một bài hát nào câu tiếng Nhật góp vui cho chương trình đi bạn. Dạ, vậy thì em cũng xin gửi tặng đến quý vị khán giả có mặt ngày hôm nay thì em cũng sẽ hát một ca khúc tiếng Nhật. Rồi. Moshi mo moichido anata ni aeru nara tatta hitokoto chutai tai arigato arigato toki ni wa kiyu chute ante mo anata o kanjite tai. Em xin hết ạ. Bài mà tôi với ta không nhỉ? Dạ, dạ em dịch ra tiếng Việt luôn ạ. Đúng rồi, dịch ra dạ. Nghe thử. Nếu có thể gặp em một lần nữa, anh chỉ muốn nói về một điều. Cảm ơn em rất nhiều. Dù đôi khi trong lòng anh cảm thấy nhói đau, nhưng anh vẫn muốn lưu giữ những ký ức về em. Trời ơi, hay quá trời hay luôn. Giá như hát tiếng Việt nó hay cỡ nào, nhưng mà tại vì em hát tô ta tê không ra là dạ. Nghe nó mất lãng mạn đi. Thì tại tiếng lời Việt thì em chưa hát được. Chưa hát dạ. Lời Nhật thôi. Dịch ra tiếng Việt nha, hoặc là em dịch trước khi em hát. Dạ. Người ta sẽ cảm nhận hay hơn. Tô tê tê tô ta rồi. Có cái nhược điểm gì không bạn? Em dễ bị xúc động. Những chuyện mà không vui á, hay là buồn phiền á, thì em tự giấu kín trong lòng và tự tìm cách giải quyết để mà giải tỏa. Vì em sợ làm phiền người thân, khi đó người thân trong gia đình sẽ khá là lo lắng. Đúng rồi em, mấy chuyện buồn đừng nói người thân, khổ lắm. Nói mất công người ta buồn tội người ta, đúng không? Có tật xấu gì không? Nói chuyện vui thôi.
Tật xấu thì em chắc cũng nhiều, là em hay ngủ mà hay mơ mà nói nhảm. Và lại nữa em lại sợ ma. Do họ bên Nhật á, có một khoảng thời gian bị stress đấy thì em khó ngủ. Thì lúc đó có một bạn thì khuyên em là nên xem phim ma Nhật á. Xem xong á thì em khỏi ngủ luôn, thức luôn tới sáng á. Mấy hôm sau là coi như em ngủ là không dám là tắt điện luôn á. Giờ không nói chuyện ma được không? Anh cũng sợ ma. Anh cũng sợ ma. Bỏ qua đi. Bây giờ nói về tình trường đi. Huệ trải qua mấy mối tình rồi cưng? Tình chính thức thì em chưa có mối tình nào hết. 20 mấy năm luôn? Dạ đúng ạ. Vậy trong cuộc sống thường em đi chơi với ai? Chỉ bạn bè. Hồi trước em chơi với bạn nữ thân. Ủa thích gái hả? Không có chị. Hồi trước cũng vậy á, em không có thích ai hết, không thích bạn nam nào hết, mà đi chơi với bạn nữ thì thân. Nên mọi người hỏi, ủa là sao, là giờ là thích gái hay sao vậy? Không biết lẽ hay sao vậy? Nhưng mà có không? Không chị, chắc không có, chắc chị. Có rung động với đàn ông phải không? Có chị. Nhưng mà đó giờ là chưa có hung nắm tay đàn ông lần nào hết. Dạ. Chắc chắn thích trai. Dạ. Không biết báo tin vui hay tin buồn cho bên kia nữa. Thấy được không? Dạ được. Được ha. Con trai em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chỉ trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên thì kéo dài được khoảng 1 năm. Quen nhau từ thời học sinh. Mối tình mới nhất này cách đây 2 năm. Tại thì lúc đó thì em muốn ổn định kinh tế vững chắc hơn, thì em mới quyết định ra nước ngoài. Không hiểu sao sau 1 năm thì bạn ấy ở tại Việt Nam lập gia đình đó. Đúng rồi, em đi vậy biết gì nào em về. Hôm nay đến đây thì bạn gái mong muốn tìm một người yêu thế nào? Người yêu thì không có quan trọng về ngoại hình, hiền lành sáng sủa là được. Em cần bao dung một chút, chững chạc chín chắn, có chí cầu tiến. Có luôn, bên đây chững chạc cầu tiến ta mới đi Nhật, ta là học hỏi, ta làm ăn. Em không thích người ăn thịt chó. Có ăn thịt chó không? Dạ không ạ. Không thích những người tính toán chi li nhỏ nhặt quá. Em không có luôn. Dạ, cũng không thích rượu bia thuốc lá. Không có hút thuốc. Dạ. Có uống rượu chút không? Dạ uống rượu một ít thì ít được. Ít thôi, không sao. Sao em, đàn ông phải có uống chút rượu được cũng không sao. Cái mẫu hình lý tưởng của em là như thế nào? Bác tên đi buổi sáng á, hiểu biết sâu rộng nhưng mà rất là hóm hỉnh, hài hước. Nhớ về kiếm sách bác Tony đọc nha. Dạ. Kiếm còn... sách bác Tony buổi tối á, coi buổi tối bác sao. Còn em muốn mẫu hình lý tưởng thế nào em trai? Dạ mẫu hình lý tưởng của em thì giống chị hai là được ạ. Chị hai của em á là rất là đảm đang. Chăm lo quán xuyến việc gia đình rất là tốt. Chị thì có pha chút truyền thống và nét hiện đại. Rồi. Ngoại hình thì cao 1.5m trở lên là được. Hơi mập mẫm mỉm một tí em càng thích ạ. Chào em gái. Dạ em chào. Hôm nay cũng da thịt tròn trĩnh dễ thương chứ bộ. Nãy giờ em cảm nhận cái tiếng nói của anh lên đây như thế nào? Anh hiền lành. Đúng rồi, rất là hiền. Anh nói thật là anh nhìn người rất là hay luôn á. Anh này là có thể là một cái mẫu người chồng rất là tốt. Dạ. Đàn gái bên đây là... Có khi nào em đi Nhật Bản chưa? Chưa? Dạ chưa chị. Có cơ hội là đi ha. Cái gì mà ngồi quặm quẹo tay chân dữ vậy? Men lên chút xíu coi. Dạ. Men không? Dạ men chứ. Chắc không? Chuẩn 100% ạ. Bên này tôi không biết là có nữ tính không, mà bên đây tôi không biết có men hay không á. Dạ. Bên đây là chưa hung lần nào nha. Làm được không? Dạ được. Đó giờ hung nhiều chưa? Dạ hung cũng ít à. Hung đã không? Dạ, cà phê. Rồi bây giờ khi nào cưới? Dạ, sau 1 năm thì có thể được. Có chuẩn bị gì để cưới chưa? Dạ, thì em đi làm việc bên đó khoảng 3 năm thì cũng có tích góp được một chút ít. Dạ, do thì em cũng tính là lập nghiệp tăng Bình Dương. Hiện giờ là đang sống Bình Dương? Dạ vâng. Để dành vốn được nhiều chưa? Dạ, cũng nho nhỏ thôi, khoảng cỡ 700. Trời ơi, nhiều quá, quá dữ. Được rồi. Nói chung là bạn trai này phải chọn thôi một người đàn ông rất thật thà, hỏi đâu khai đó nha. Mai cho anh mượn 700 anh mua đất Bình Dương nha. Dạ. Em trai này đi với ai? Quá tốt. Dạ hôm nay em đi cùng với chị gái và có sếp chị gái. Em chào anh Quyền Linh rồi chị Cất Phương, Cất Tường. Chào em gái bên này, chào khán giả trường quay ngày hôm nay. Em là chị gái của Phạm Tư. Đến hôm nay đến với chương trình này thì em cho em nhận xét về bạn gái bên này thì nói chung là em gái này dễ thương, hiền, vui tính. Nói chung thấy là được. Nay đi có sếp nữa đúng không? Cho nghe ý kiến của sếp. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh rồi quý vị khán giả. Chào bạn Huệ. Đến với chương trình hôm nay em nhận xét Tư là một người rất là thật thà và hiền như cục bột luôn. Không, cái đó khỏi nói, chưa trên khai 700 triệu là tôi thấy là nên là rất là nhút nhát. Nói chung là hôm nay kéo em lên để bắt vợ về cùng. Hy vọng là hai bạn cho nhau cơ hội để tìm hiểu tiến tới. Rồi, cảm ơn hai bạn.
Rồi, người thân của Huệ hôm nay là ai? Dạ, em đi cùng với anh chị em ạ. Em chào anh MC Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào Phạm Tư. Em chào anh. Chào các bạn khán giả trường quay. Rồi, chào em. Anh nhận xét thì nó ngắn gọn thôi. Ở em thì anh thấy được một cái sự chân thành, chững chạc, tính của em nó điềm đạm. Em có hai cái trùng hợp, một là em họ Phạm, em trùng hợp với anh. Cái nữa là đây là em rể của anh, cũng Quảng Ngãi. Anh có thêm người em dâu cũng ở Quảng Ngãi. Thì anh hy vọng là thêm một cái gì đó nó Quảng Ngãi nữa thì nó lại càng hay. Okay. Anh em về Quảng Ngãi thành lập nhà máy đường Quảng Ngãi luôn ha. Chỉ là ý kiến thôi, hai bạn mới là quan trọng nhất. Bây giờ sẽ mở rào ra cho hai bạn trò chuyện với nhau nha. Kéo rào. Đó, bây giờ là chuyện của hai đứa. Bắt đầu. Chào bạn. Rất vui được gặp bạn ạ. Mình có món quà tặng cho bạn ạ. Mình có thể đeo cho bạn được không ạ? Dạ được. Đeo cái đó vô là đi xích luôn đó. Tặng quà có ý đồ á. Đeo rồi. Vàng như đeo gông vào cô. Mình cũng nên tặng quà lại đi em. Nếu vậy thì em sẽ nhảy một điệu nhảy Nhật Bản. Trời ơi, trùng hợp quá vậy. Tại vì anh cũng đi Nhật mới về. Cái này mà mặc thêm kimono nữa thì đẹp lắm. Dạ đúng rồi, đây là đồ Nhật Bản. Rất là dễ thương. Bạn trai cảm nhận như thế nào? Bạn ấy nói chung rất là dễ thương, nói chuyện thì rất là chín chắn ạ. Bạn ấy có cái tay lẻ là em quá là khá, đâu hay là khá là. Làm gì bẻ con tay, bẻ con chân dữ vậy nó lòi hết bây giờ. Em cũng có bài hát muốn gửi đến tặng cho bạn cùng tất cả mọi người ở đây. Nam là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Ha 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 ha, thắp sáng một gia đình, gia đình gia đình, ôm ấp ta những ngày thơ. Cho ta bao nhiêu niềm thương mến, gia đình gia đình, ấm áp trái tim quay về. Xin hát ạ. Còn cũng có ý nghĩa, ý là bạn ấy đang hướng về gia đình ha. Bạn khá là thích hợp với mỗi người gần, khá thích hợp với mỗi người mình đang tìm kiếm. Bạn xinh quá, nụ cười bạn đẹp quá. Dạ. Bạn có duyên dạ, quá. Bạn đẹp quá, bạn đẹp không, quá. Không biết nói gì luôn á. Làm như nó quýu hết trơn rồi. Từng 7 ngày đi rảnh những ngày nào nhỉ? Cuối tuần thêm rảnh. Cuối tuần à? Rồi cuối tuần thì cỡ chủ nhật và thứ bảy ha. Dạ. Anh cũng rảnh hai ngày đó không sao cả. Thường ta nói thứ bảy chủ nhật mà ông quýu ông nói ngược chủ nhật thứ bảy. Nói chung đàn trai rảnh bất cứ lúc nào đó em. Em cứ gọi là tới nha. Hiện tại anh chưa là gì cả, nhưng trong tương lai anh hứa với em sẽ làm cho cuộc sống của em trở nên thú vị. Hứa với em 700 triệu này thuộc của em. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Bấm đi. 2. Hộp đó. 3. Bấm đi mà. Cái gì mà bấm gì kỳ vậy? Giọt chọt chọt gì kỳ vậy? Bẻ cái nút bấm vậy. Hết thời gian. Cái nút bấm chứ không phải cái tay mà ông dặn bấm là bấm vậy nè. Ông ngồi ông dặn muốn gãy cái cục của người ta luôn. Bấm vậy nè, hiểu không? Em không biết. Tình yêu mà đôi khi nó làm con người ta quýu. Bấm nó thành bẻ. Bây giờ nè, xin phép anh trai. Dạ, em xin phép nhà Hào đến gái ạ. Chào anh Hào nha.